Hello các bạn, thì hiện tại thì Brian vẫn đang ở tại Key West thuộc tiểu bang Florida nha các bạn. Và ở tại Key West này nó có một cái món đặc sản mà các bạn nên ăn khi các bạn đến Key West, đó chính là Key Lamb Pie các bạn. Tức là đây là một cái bánh rồi người ta làm bằng cái nước chanh đó, tức là cái vỏ chanh hay là nước chanh, thì người ta đây gọi cái bánh này là Key Lamb Pie. Thì trong cái bánh này nó như thế nào và ăn cái vị ra sao thì bây giờ mình vừa tìm được một cái quán này bán cái Key Lamb Pie ở tại Key West nha các bạn. Alright, bây giờ mình đi vào trong để mà xem bên trong bán như thế nào. Thì bây giờ mình chưa thử luôn, thì tới đây rồi thì mình phải mua để mình ăn thử review các bạn xem luôn. Key Lamb Pie, này là Coconut Cream Pie. Đây là ở dưới là Key Lamb Pie Original các bạn, tức là nguyên chất luôn á, tức là cái này là cái dạng bánh là gốc ha, Key Lamb Pie Original. Còn trên đây là ta có áp thêm cái vị của cái coconut là trái dừa đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mua thử hai cái, một cái là original với mình mua thử cái dừa mình ăn nha. Okay, I want one Key Lamb Pie and the coconut. Yeah, one original and one coconut. Cái này nó giống như là cheesecake vậy đó các bạn. Mình tính tiền xong rồi mình sẽ ăn thử cho các bạn xem ha. Ok các bạn, thì mình nhìn qua thì mình thấy giống y hệt cái cheesecake, tức là cái bánh phô mai. Mà cái loại cheesecake này thường là những cái bánh đó, các bạn thấy rất là phổ biến ở bên nước ngoài hay ăn, nó rất là béo tại vì nó phô mai mà. Nhưng mà cái này là Key Lamb Pie, thì là bánh mà người ta làm những cái hương vị chanh bên này, thì đây là một cái đặc sản. Ok các bạn, thì đây là cái bánh original, tức là cái bánh không có hương vị khác. Còn chẳng hạn như các bạn muốn thêm mà Key Lamb Pie mà dạng như có dừa ở trên thì người ta bỏ dừa ở bên trên, thì đây là cái coconut Key Lamb Pie. Right, và cái này là original one, thì $4.95 một cái như thế này. Right, bây giờ mình sẽ thử nha. Thì cái Key Lamb Pie này nó như thế nào đây, mình sẽ làm thử một cái mình mới biết được. Đây, khi mình sắn vào thì mình thấy nó khá là béo đó, mà mình có thể là tưởng tượng nó thể sẽ rất là ngọt. Để xem sao. Ok các bạn, cái bánh này ngọt, chua và béo, mà cái vị ngọt với vị chua của nó nhiều hơn, tức là cái ngọt nó nhiều hơn chua, tức là hơi chua bởi vì làm bằng chanh mà. Thì mình nói thì ở trên đây người ta làm cái topping là cái dạng như cream, whipped cream thôi chứ không có gì hết. Đây, cái này chỉ là kem thôi. Làm một cái nữa để coi ra sao. Đây, cái bánh mà Key Lamb Pie này người ta làm bằng cái lòng đỏ trứng gà các bạn, rồi làm bằng cái nước cốt chanh, và có khi người ta bỏ thêm cái vỏ chanh vô luôn. Alright, thì nó tạo ra cái vị này, rồi người ta có sữa đặc mà có đường ở trong đây nữa, tạo nên cái bánh Key Lamb Pie này, một cái món đặc sản của khu vực Key West, cho nên có cái từ Key ở phía trước. Như mình nói thì ở Key West này cái gì nó cũng có chữ Key ở ngay đầu các bạn, hầu như nha là mọi thứ đều có cái chữ Key ngay đầu, đặc biệt là những cái tên địa danh, những cái chỗ mà các bạn đi qua đều có chữ Key trong đó hết. Nên đó là một cái đặc điểm của cái khu vực Key West hay gọi là Florida Key. Thì các bạn ăn là các bạn kích, nó rất là ngọt, béo và chua nữa. Ok. Đây là bánh original. Thì các bạn, còn đây là cái vị coconut Key Lamb Pie luôn. Để mình thử nha, mình nghĩ chắc cũng không có khác biệt mấy lắm. Nhưng cái phần whipped cream của bên trên nó rất là dày ở như phía trên. Coconut Lamb Pie nó không có chua mà nó có cái vị coconut nhiều hơn, và nó béo theo cái vị dừa các bạn. Mình nghĩ là cái Coconut Lamb Pie này dễ ăn hơn cái Original One nó chua lắm, gọi là lamb mà nó nhiều vị chanh trong đó quá đi cho nên rất là chua.
Còn cái bánh mà cái coconut này thì nó không có chua các bạn. Ở đây và rất là dễ ăn. Mình nghĩ là mình thích cái coconut này hơn các bạn. Ok, và mình cũng muốn nói thêm với các bạn á, là cái lamb á, một số bạn nhầm lẫn, cái này là về phần tiếng Anh nha, một số bạn là không có hiểu là lamb như thế nào và là lemon như thế nào. Thì á, cái trái chanh mà ở Việt Nam mình ăn là trái chanh mà nó màu xanh xanh á thì gọi là lamb. Ok, còn trái lemon á là thực sự là nó màu vàng và nó có hình bầu dục. Còn trái lamb là trái chanh ở Việt Nam mà màu xanh, nó tròn và nó chua và nó có vị đắng hơn là trái lemon. Trái lemon á thì nó cái vị của nó ngọt hơn các bạn. Thì đó là cái sự khác biệt giữa lamb và lemon. Cho nên cái này là bằng lamb á các bạn, cho nên cái vị của nó đắng hơn và nó chua hơn. Nó có cái vị đắng của cái lamb trong đó nữa. Thì người ta dùng lamb và lemon vào những cái thức ăn nó có cái mục đích khác nhau. Chẳng hạn người ta muốn nó chua hơn thì như thế nào đó thì người ta sẽ bỏ lamb vào. Tức là cái trái chanh mà kiểu Việt Nam á, trái chanh màu xanh lè đó, màu tròn đó. Alright, thì đó là sự khác biệt giữa lamb và lemon các bạn. Và mình thấy người Mỹ á, hay ăn cái loại mà lemon, tức là loại chanh mà màu vàng á, nhiều hơn. Còn Việt Nam mình lại có trái chanh màu xanh, tức là trái lamb, thì ăn trái lamb nhiều hơn. Alright, thì đó là sự khác biệt giữa lamb và lemon. Và trên tay mình đó chính là key lamb pie, còn cái này là coconut lamb pie các bạn. Thì hai cái vị rất là nhiều. Thì đây cũng như là một cái đặc sản tại Key West mà các bạn nên ăn thử khi các bạn tới Key West nha, để biết nó ra như thế nào thôi, chứ thực sự nó cũng không có gì quá đặc biệt nha các bạn. Đúng rồi, original rất là chua luôn, bởi vì lamb mà. Còn cái coconut này là nghĩa là một cái vị thêm, sau này người ta mới làm cho nó không có vị chua. Còn này là lamb pie các bạn, lamb pie là bánh chanh á. Đơn giản như là một cái bánh chanh thôi, chứ cái vị chanh cũng rất là nhiều và nó khá béo và ngọt. Ăn cũng na ná như cheesecake. Cheesecake là ngọt, chỉ có ngọt không, không có chua. Mà nó làm một phô mai các bạn, chứ vừa ngọt vừa béo nữa. Đấy, cái này là lamb cho nên rất là chua. Thì sau khi nãy giờ mình ăn thì mình thấy mình hết cái coconut lamb pie hơn. Tức là cũng vừa có chanh, nhưng mà cái phần coconut người ta làm nhiều hơn, cho nên cái vị nó sẽ khác biệt. Để mà ta dễ bán các bạn, có cái này có cái kia để người ta chọn. Thì ở khi mà các bạn tới Key West này á, có rất là nhiều chỗ bán key lamb pie. Những cái chỗ mà bán dessert á, món tráng miệng á, là đảm bảo là sẽ có key lamb pie. Các bạn chỉ cần hỏi người ta ở đây có key lamb pie hay không, hay là các bạn nhìn vào menu á, coi có key lamb pie hay không, để các bạn order ăn thử. Chứ các bạn không cần nhất thiết phải vào một cái chỗ nào đó, nó cũng không có gì quá là đặc biệt. Và cái món này cũng gọi là phổ biến tại Key West nha các bạn. Thì khi nào các bạn tới Key West thì các bạn nên ăn thử key lamb pie. Mình nghĩ các bạn ăn này á, có tách đảo hoặc là mấy bạn phải uống nước thôi, chứ mấy ăn hồi nó kháng nước ghê lắm, tại nó rất là ngọt. Về các bạn thì mỗi khi mà mình tới một cái chỗ nào đó, mình mà cũng rất là muốn tìm những cái món mà đặc sản, nếu mà có thì mình sẽ mua ăn để mà review cho các bạn xem. Cũng như là đi những cái nơi du lịch mà nó nổi tiếng tại cái khu vực mà mình đi, thì cũng muốn là tranh thủ nhất có thể để mình có thể vừa tới vừa biết như thế nào, cũng như là học hỏi được cái điều gì đó từ cái nơi mình đi các bạn. Thì mình thấy cái khu vực Key West này nó có rất là nhiều những cái điểm hay và đặc trưng để các bạn có thể tới đây để mà đi du lịch. Key West này là cái điểm, như mình nói là cái điểm tận cùng luôn, tức là cực nam của nước Mỹ các bạn. Cho nên các bạn, nếu mà các bạn biết ở Mỹ này có một cái highway, có là một cái quốc lộ nối dài rất là dài từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, đó chính là quốc lộ 1, tức là Highway 1. Thì Highway 1 ngày xưa đó mình đi mà Boston đó các bạn, mình đi khu vực Boston, mình đi khu vực New England, mình đi qua một số những cái tiểu bang tại khu vực New England đó. Thì mình có đi qua Boston, Maine, mình đi lên tận cùng của bên phía Bắc luôn. Thì mình cũng đi Highway 1 luôn các bạn, tức là quốc lộ 1. Và cái quốc lộ 1 này nó bắt nguồn từ cái mao số 0 luôn, là ngay tại Key West này. Tức là tại vì đây là cái mũi cực nam các bạn, nó chạy thẳng từ phía dưới nam lên tuốt trên phía bắc tận cùng, ở là trên phía Maine luôn, tức là giáp ranh với Canada luôn các bạn. Đó, cho nên thì cái chuyến du lịch này là một cái chuyến du lịch mà mình được gặp cái điểm bắt nguồn từ cái quốc lộ 1 là ngay tại Key West này. Và ngày hôm bữa là cũng vô tình mình đi qua Maine, tức là cũng đi qua cái quốc lộ 1, là cái điểm ngay khu vực gần đó là cái điểm gọi như gần như kết thúc của quốc lộ 1. Tức là nếu như các bạn đi hết cái tiểu bang Maine rồi, các bạn đi thẳng lên phía bắc một chút xíu nữa là các bạn sẽ kết thúc luôn cái quốc lộ 1 nha các bạn. Và nó kéo dài rất là dài luôn, từ ở phía dưới này lên tới tuốt phía trên kia luôn, rất là xa luôn các bạn. Ok, và cho nên là khi các bạn tới Key West này, các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên là ở đây các bạn sẽ tìm được một cái địa danh gọi là, các bạn tới đó các bạn sẽ khám phá được cái mao, tức là cái dặm
cái gọi là cái dặm số 0 luôn, tức là cái dặm đầu tiên, cái chưa có cái dặm nào hết từ cái điểm đặt đầu tiên để mà bắt đầu cái quốc lộ 1 các bạn, kéo dài cho đến tận cùng ở trên phía bắc luôn. Ok các bạn, thì hiện tại thì Brand đang đứng ngay tại cái con đường này, có thể nói là con đường rất là nổi tiếng tại Key West các bạn. Thì nếu như các bạn nào mà tới Key West thì các bạn nên đi đến con đường này tên là Duval Street các bạn. Và con đường này á, buổi chiều tối rất là đông vui. Hiện tại thì còn hơi sớm các bạn, tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều thôi. Nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều người để đi bộ rồi. Và nếu mà các bạn muốn tới đây đông vui hơn nữa thì các bạn nên đến tầm khoảng 4-5 giờ chiều tối, là cái thời điểm nó sẽ rất là vui các bạn. Và ở đây sẽ mở rất là nhiều nhà hàng, quán ăn, với lại cái những khu shopping, cái chỗ này nó mở cửa hết luôn, để cho các bạn đi mua sắm, shopping, ăn uống seafood rất là vui, và có nhạc sống nữa, tức là nhạc live á. Alright, bây giờ mời các bạn theo chân của Brand. Brand sẽ đi một vòng cái con đường Duval Street này để cho các bạn xem nha, trên chiếc xe máy này các bạn. Alright, let's go. Alright các bạn, trước mặt các bạn đây là con đường Duval Street. Để các bạn thấy là người đi bộ hai bên đường khá là đông nha, mặc dù hiện tại bây giờ khá là sớm, chỉ tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều thôi, tầm cỡ khoảng là 4-5 giờ chiều tối thì nó càng đông vui hơn nữa. Đây là con đường Duval Street nằm tại Key West thuộc cái bang Florida nha các bạn. Một cái thành phố nằm cực nam của nước Mỹ luôn. Right, thì ở xung quanh hai bên đường các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái shop người ta bán đồ, là lưu niệm nè, rồi quần áo, giày dép, rồi mấy cái quán ăn, nhà hàng, quán bar để các bạn ăn đồ hải sản, seafood nữa, rất là đông luôn. Các bạn thấy những cái hàng quán bar khá là đông rồi, mặc dù bây giờ còn hơi sớm nha, nhưng mà người ta vẫn ra khá là đông rồi các bạn. Ở đây các bạn thấy là xe đạp người ta mướn xong người ta chạy, xong rồi để ngoài đường thôi, các bạn vô ăn xong các bạn ra lấy chạy tiếp. Thì xe máy cũng vậy, các bạn chỉ cần để ngoài đường thôi, rồi ăn xong các bạn chạy ra, không có ai giữ xe gì hết đâu các bạn. Đây, ở đây rất là an ninh và an toàn nha, một cái thành phố rất là dễ thương luôn và rất là yên bình. Mình đặc biệt là mình thích cái không khí cũng như là cái nét đặc trưng và cái về kiến trúc ở những cái khu vực Key West này các bạn. Một cái thành phố rất là nhẹ nhàng, và mình thấy là đa số là chỉ có người du lịch ở đây thôi các bạn, không có, nói chung là khu vực rất là yên tĩnh, đa số là mình thấy người du lịch ở đây rất là đông. Và thời điểm này là thời điểm đầu tuần, hiện tại đang là đầu tuần, nhưng mà mình thấy là rất là đông khách du lịch đã tới đây rồi. Buổi chiều em rất là mát các bạn, ở xung quanh hai bên đường có những người vẽ tranh nữa, có những cái nghệ thuật vẽ tranh bằng tay rất là hay. Ở đây có rất là nhiều cái dịch vụ luôn để các bạn tới đây vừa vui chơi rồi ăn uống, rồi mấy cái tour để các bạn đi nữa, có rất nhiều tour ở đây các bạn. Ở đây các bạn thấy người ta mướn xe chạy khá là đông á, tại vì mấy chiếc xe nhỏ nhỏ này di chuyển rất là dễ, biệt là xe máy với lại xe đạp á, đi di chuyển dễ lắm. Ở Key West này các bạn, mình thấy là tất cả những cái điểm mà mình kiếm ở vòng vòng ở đây là tầm cỡ khoảng 5 phút thôi là các bạn chạy xe là tới liền luôn, hoặc là các bạn muốn đi bộ cũng được nữa. Ngay Key West này là có một cái sân bay quốc tế Key West ngay chỗ này các bạn, cho nên mình thấy máy bay hay bay lên bay xuống ngay chỗ này, và một số người là họ bay thẳng xuống Key West luôn. Nhưng mà giá vé máy bay mà xuống thẳng dưới sân bay Key West sẽ lại mắc hơn xuống Miami các bạn. Cho nên là mình xuống Miami bởi vì mục đích chính của mình là cũng muốn xuống Miami các bạn. Và trong cái chuyến đi này mình cũng muốn là ghé Key West, cho nên là mình mới mướn xe để mà lái xe xuống Key West. Nhưng mà khi ba vào thành phố Key West rồi á, là mình lại mướn xe máy để mà đi lòng vòng để cho nó thuận tiện á. Các bạn đậu xe cũng dễ, rồi các bạn muốn đi đây đi đó cũng dễ nữa. Ở xung quanh đây có bán mấy cái hàng quán bán đồ ăn á, vui lắm, người ta ngồi ăn ở ngoài luôn, có mấy con hẻm nhỏ nhỏ này các bạn, người ta ngồi ăn trong đó luôn, nhìn khá là giống Việt Nam á. Các bạn thấy là con đường ở này nó nhỏ không, cho nên người chẳng hạn như mấy chỗ đậu xe xung quanh á, mà dọc hai bên đường nó cũng khá là hiếm, nó cũng không có nhiều lắm, cho nên người ta đi xe máy dễ hơn. Trước mặt mình như là có chiếc xích lô thì phải. Oh man, đây có xích lô đó hả? Vui không? Có mấy chiếc xe mà như xe ba bánh đó bạn, mà xe đạp như xe đạp ba bánh đó. Ở đây có xích lô ấy man. This is paradise.
bây giờ mình thấy chỗ này có bán nước dừa các bạn. Mình lại đây mua nước dừa uống nha. Coi có không? Cái nước pineapple kìa. Pineapple drink kìa. Home pineapple. Oh, sorry, sorry. Cái nước pineapple drink kìa. Nước khóm các bạn. Không thấy có nước dừa. Do you have a whole coconut here? Okay, can I have a pineapple? Yes, you can choose anything. Oh, so you put a drink in a pineapple? Oh, okay. Ok các bạn, thì ở đây không bán nước dừa, ở đây có bán nguyên một trái khóm. Xong rồi các bạn order cái nước nào đó bỏ vô trái khóm. Nói chung nhìn cho nó đẹp thôi. Nguyên cái trái khóm này là 15 đô các bạn. Mình bỏ smoothie, tức là sinh tố vô đây. Yeah, phải không? Chuối, khóm với lại nước dừa. Đó là sinh tố chuối, khóm, nước dừa các bạn. Trời nóng mà các bạn, uống cái này nói chung là rất là đã. Trời này đi chơi á, trời nóng á các bạn đừng có ăn nhiều, bệt lắm. Uống nước hay là ăn mấy cái đồ mà tropical thế này nè, thì các bạn cảm thấy nhẹ